Lần thứ ba nha. Đó, ngay số 10 luôn các bạn ơi. 10 kìa. Chào các bạn. Chào các bạn. Thì hôm nay á thì mình sẽ chơi trò chơi bắn cung nha các bạn. Mình sẽ chặt mấy cây tre, làm mấy cây cung. Và mỗi tên mình bắn. Mình bắn rồi mình để theo cái mức tiền, mức độ khó và mức độ dễ. Ai bắn được vòng ngoài á thì được tiền ít, ai bắn được trọng tâm thì được tiền nhiều. Rồi, mình sẽ làm cung nha các bạn. Mình đã chặt được 3 cây tre nè các bạn ơi. Nè. Rồi mình sẽ chốt nó ra làm cái cung. Đó. Cắt đầu nè nghe. Cái đầu mình bột dây vô. Rồi mình bột nha các bạn. Rồi hoàn thành được cái cung các bạn. Nhớ dây vô nha các bạn. Cùng mình đã làm được 2 cái cung nữa các bạn. Làm 3 cây mà cây kia nó bị hư rồi. Thôi mình làm 2 cây thôi. Rồi mình sẽ làm mũi tên nha các bạn. Hồi nãy mình có chút sẵn 1 cái cây mũi tên. Bắt đầu bên đây mình làm mũi nhọn. Ơi, lục quá nha. Đâu rồi, bắt đầu mình làm cái tre nè. Kéo cung cần bắn. Đây nè. Đó. Đó. Thấy không? Để kéo bắn thôi. Ba mình chơi quá rồi. Làm cho người 10 cây luôn. 3 cây là đủ quá rồi. Ôi, mưa quá các bạn ơi. Mưa quá. Rồi, mình đã làm 10 mũi tên rồi nha. À, cái đầu mũi tên là mình có thắt cái dấu nè. À, làm cái đầu nè. Đó, đúng mũi rồi đó nha. Mình đã lửa cái đầu mũi nhọn này nè các bạn. À, để mình bắn nông vĩ tàn nha. Mình đã đen đen gì được rồi. Rồi đó, ok. Rồi nha các bạn, mình đã làm cái tấm bảng này nè. Cái mình vẽ số 10 nè. Ai bắn được trúng số 10 là 10.000, 5 là 5.000, 2 là 2.000, 1 là 1.000. Bắn ở ngoài là 0 đồng. Rồi, mình sẽ đứng ở đằng đây. Đằng cái mức bên đây. Mức này. Đó, rồi mình bắn. Khó luôn á. Mỗi người bắn được 5 mũi tên nha. Đây là 10 mũi nè. Khó lắm luôn á các bạn. Cái cây cung mình làm một sớm nè. Đó là cái 2 cây nha. Đó. Bắn nè. Rồi đứng mất đó mình bắn đó nha các bạn. Ở đây giờ xa xa nhìn không thấy số nhưng mình thấy cái tấm bảng đó được rồi. Rồi dắt tên sau lưng nha. Dắt tên như ngay lại coi. Đó xạ thủ mà xạ thủ phải dắt tên sau lưng và bắn như nè. Nó chuyên nghiệp mới được. Đó. Bây giờ mình bắn nha. Rồi bắn đi. Đó. Một em đã đi xì lẻ. Cây thứ hai phải chốt. Rồi. Ồ, 2 cây chặt lắc. Tiếp đi. Cái này không có xạ thủ nổi rồi. Đó. Số mấy đây? Không chốt. Dính số 0 các bạn ơi. Số 0 nè. Nè vòng qua nè. Rồi, còn một mũi tên kia phải không? Ớ. Có hộp nữa rồi. Được cái liệt. Rồi cuối cùng thanh niên không được cái bắn trúng được vòng nào hết. Rồi. Rồi tới xạ thủ Nhã Quyên nha, dắt mũi tên sau lưng nè. Bắn đây. Một mũi. Rồi. Dỗ tay. Hai mũi mà đi bắn làm phẹp phẹp không à. Rồi tới Quyên bắn nè. Còn mấy mũi nữa. Rồi bắn đi. Phẹp lên trên đọt. Còn tay cuối cùng. Rồi còn mũi tên cuối cùng nha. Rồi bắn đi.
Rồi, xỉa lên trên luôn. Được, mình bắn ngang. Đó, mình chắc motor thân nè. Đó. Rồi, bắn nè. Đó, mình là người lớn bắn, mình đứng xa chút nữa các bạn. Nè, bắn nè. Cái mũi thứ hai nha. Mấy bạn hãy mũi thứ ba qua không? Mũi thứ ba. Mũi thứ ba nè. Ôi, bắn mạnh lên trời không à? Cái cuối nè. Chưa, bắn mũi thứ tư nè. À, để mình nghiên cứu mình bắn lại sao cho chuẩn nè. Này sao? Mình bắn á. Ô, chặt rắc luôn. Nó tuốt qua kia luôn kìa. Rồi. Cái cuối. Mũi cuối nè. Năm mũi à. Để coi bắn trúng không. Đó. Ô. Trúng rồi các bạn ơi. Trúng 1000 nè. Trúng được số mũi 1 rồi đừng 1000 các bạn. 1000. Rồi, tiếp tục. Tới xạ thủ đậu gia các bạn. Được. Rồi đó rồi. Nè, bắn mười ngang nha. Ô. Đó. Đó. Chúng đi mà. Xạ thủ này xạ thủ bắn cái gì ấy, chứ bắn tên gì? Bắn cung gì? Ừ. Bóc rồi, 5 mũi đã ra đi. Tới xạ thủ Quyên nè. Quyên bước vô. Ôi. Xạ thủ này bắn không có tịch rồi. Rồi bắn. Ôi ôi, mũi bay đi xì lĩa. Bắn bay lên trời. Cái gì giữa mà ta? Bắn. Phẹt. Anh nằm dưới đít luôn. Ủa? Không nha. Ờ, dính rồi nè. Dính bắn trúng rồi mà được 0000 các bạn ơi. Rồi, tới lượt mình. Rồi. Tới lượt mình bắn nha. Nhất định mình phải bắn trúng nha. Trâu. Ôi ơi. Mũi tên bay đi không chuẩn khoảng rồi. Tới mũi thứ hai nha. Ơ. Ờ, bắn trúng số 10 luôn mà nó dội ra các bạn ơi. Mũi tên bị tà đầu rồi. Mũi thứ ba nha. Đó, ngay số 10 luôn các bạn ơi. Mũi kìa. Ôi. Quá đỉnh luôn các bạn ơi nè. Ờ, ngay số 10 luôn các bạn. Rồi, tới mũi tên thứ tư rồi nha các bạn. Đó. Đó. Ngay cái số 2 các bạn ơi. 13.000. Vậy mình được 2.000 nữa. Là 13.000. Xạ thủ được bắn quá dữ rồi. Rồi mũi tên thứ 5 nha. Mũi tên cuối là. Đó. Ngay số 5 luôn. Ngay số 5 luôn các bạn ơi. 17.000. À, vậy mình được 17.000 các bạn. Đó. 2.000. Ngay số 1 nữa các bạn ơi. À, 2 mũi ngay số 1 rồi nha. Đó rồi, hụt rồi. Cây cuối. Còn cây cuối phải không? Cây cuối này lại nhớ. Nó nhỏ mà nó bắn nhanh. Bóc. Mình bắn được 2
2.000. Rồi, thì đổi ra được 2.000 nha. Thả thủ quen quán nha. Đó. Rồi, cái mũi thứ hai nha. Rồi, bắn đây. Phật. Ủa sao nó bắn nhiều người ta? Xạ thủ này bắn xỉa lên trên không à. Ôi, bắn xỉa lên trên. Rồi, mũi thứ tư nha các bạn. Cây cối, biết chú không? Rồi, cây cối nha. Rồi, vậy là hết lượt. Rồi, tới lượt mình bắn nha các bạn. Đó, xạ thủ điêu luyện nè. Rồi, xem bắn đây. Ôi ô, xem nó trúng bạn ơi. Mũi thứ hai nha. Trời ơi, bắn thuốc dữ luôn rồi. Mũi thứ ba. Coi nè. Trời ơi, bắn hụt luôn. Mũi thứ tư. Trời ơi. Bắp. Đó, viên số 2 các bạn ơi. Tại vì số 2 ngay đây nè. Đây ơi. Đó, đây là số 2, 2.000 nha. Rồi, mình bắt mũi thứ 5 nha các bạn. Mũi cuối cùng luôn. Rồi, 3 thuốc rồi sao luôn. 3 đi Mỹ luôn. Rồi, tới đổi da bắn này là hết lượt nha các bạn. Trời, bắn hụt luôn rồi. Xạ thủ rồi bắn không đủ lực rồi, không đủ tay bắn rồi. Ừ. Đó. Kéo mạnh mạnh tay lên coi. Rồi, bắn đi. Không ơi. Bắn trúng mà giỏi ra không à. Ờ. Đi được số mấy? Số 5. Là 7.000. 7.000. Tao cũng nghe là 7.000. Vậy là sớm giờ xạ thủ đâu ra bắn được 7.000. Quyền bắn được nhiêu? 0.000. Quyền bắn tệ quá. Còn mình bắn sớm giờ 17.000 các bạn. Tất cả mũi tên này. Trò chơi đến đây thì mình cũng xin kết thúc các bạn ơi. Trải nghiệm trò chơi bắn cung tên sớm giờ cũng thấy vui vẻ rồi. Rồi mong các bạn cho mình một lượt like là được đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Và các bạn sẽ đón xem từ clip tiếp theo của mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye.